huyện Nam Đàn là một trong những địa phương có số lượng lớn cột điện đi qua. Hiện nay công tác kéo dây cũng đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành. Tuy nhiên trên địa bàn còn nhiều khó khăn trong công tác giải tỏa hành lang lưới điện, san trả mặt bằng. Đây cũng chính là những điểm đến cùng hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong những ngày này. Đường điện 55 km mạch 3 này vượt qua cái địa bàn Nam Đàn thấy là rất là khó khăn. Thứ nhất là về cái sông, là qua cái sông đập núi cao hiểm trở, bản thân cũng như tất cả cái lực lượng vũ trang của tỉnh Nghệ An đưa cao cái tinh thần trách nhiệm để kết hợp cùng với lực lượng làm đường dây 54 vượt qua tất cả mọi khó khăn để hoàn thành sớm cái đường điện này. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện đang triển khai hai dự án thành phần thuộc đường dây 500 kV mạch 3 với tổng chiều dài gần 100 km. Để góp phần hỗ trợ cùng dự án, thời gian qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 500 lượt cán bộ chiến sĩ, bộ đội thường trực, dân quân tự vệ cùng tham gia trong công tác tuyên truyền vận động người dân, vận chuyển nguyên vật liệu, hỗ trợ kéo dây ở những khu vực đồi dốc khó khăn. Để thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các lực lượng, ban chỉ huy quân sự các huyện, thành thị cũng như là các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, đặc biệt là khó khăn về địa hình, về thời tiết để là thực hiện các cái nội dung công việc mà bảo đảm hoàn tất được trong theo cái kế hoạch đề ra. Hiện nay thì có một số điểm là chúng tôi không thể triển khai là kéo bằng công nghệ mà bắt buộc phải dùng lực lượng công nhân để mà kéo dây. Thì hiện nay là một số anh em bộ đội tinh nhuệ đã là tiếp cận rất nhanh và đồng thời là tổ chức kéo dây, cũng như là các cái đoàn tuyến mà cần phải giải phóng hành lang thì cái lực lượng bộ đội cũng đã tiếp cận đến hiện trường và hàng ngày là chúng tôi sẽ hội ý với các anh bộ đội để triển khai là chặt cây đảm bảo là hành lang tuyến đúng theo cái hành lang an toàn theo quy định. Với quyết tâm cao độ, trên những cung đường núi cao dốc đứng hay đồng bằng, những cột điện cao thế trong dự án đường dây 500 kV mạch 3 đang gấp rút về đích trước ngày 2 tháng 9, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh màu áo cam của công nhân ngành điện, còn có sự góp sức của người lính trên quê hương Bác nhằm góp phần lan tỏa hình ảnh của anh bộ đội Cụ Hồ với dự án trọng điểm quốc gia, phát triển kinh tế của đất nước.